Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Là em bao 400 ly cho một người đúng không? Chị gà em đúng không? Nhiều món lắm. Em trả lời ở đây có cả bia thì đó, ý là ví dụ mà em ở trong đây ekip đoàn là chừng 120 người. Ủa mình làm đám thôi chị. Em đi game show hay là tổ chức đám gì? Sao mà 120 người đúng không? 120 người là coi như được 12 bàn. À, tụi em đang bào là bào bún lọc buổi trưa hả? Bào bún lọc buổi trưa hả? Đúng rồi, buổi trưa. Vậy là mình đặt size lớn hả? Là size nhỏ. Size nhỏ 45. Thôi lỡ uống lớn luôn đi. Chuyển khoản thì sao? 100 ly là 5 triệu 2. Chuyển khoản đúng không? Hả? Chưa ăn gì chưa? Không, 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 quay hình là phụ, ăn uống là chính. Chưa bao giờ đãi chưa bao giờ phải nụ hết nên thành ra là ngày hôm nay là ép
lắm Ngân mới đãi. Ôi, là bởi vì phước lắm mà nha. Phước lắm mới được. Tôi chạy đến chơi 7 người giờ mới được. Không được. Không được. Không được. Em nhìn thấy mặt chị Ngọc đáng tin không? Tin chưa? Tin chưa? Bây giờ không cho các lần nào đã hả? Chỉ được có mỗi từ một ly thôi, không được hơn. Em uống còn của anh Giang không uống gì nữa. Em đâu có đâu, Giang chưa cho. Anh Giang ba đó rồi. Thôi, cô uống luôn. Đúng. Nó có nước ép được nữa mà anh nước. Những người anh chị đáng kính và lớn tuổi của tôi nói rằng thôi đừng uống của Thúy Ngân, tội nghiệp nó lắm. Nó còn non dại và nó phải cố gắng nó bưng chải. Ta nói vậy thôi để chị Hơn thua một ly nước với anh chị. Không uống. Được, được không? Nếu là em là em bao 400 ly cho một người đúng không? Nếu là em bao 400 ly cho một người đúng không? Chị gà em hả? Chị gà em đúng không? Thì đó, ý là ví dụ mà em có mời anh chị đi mời một ly thôi, mời mốt em ly chị uống nhiều nước. Đâu này là chị mời, em mời một ly, chị mời một ly úp xài thêm topping. Đó, em mời con. Bây giờ đặt topping của chị Ngân chuyển khoản với chị. Mọi người ăn chèo. Hay là cho ăn đồ ăn đi. Ăn đồ ăn nha, ăn chưa đồ ăn. Chè. Ăn chè hay ăn trưa? Ăn chè với ăn trưa là một á. Mọi người ăn trưa ăn chè. Ăn đồ đi. Ở trong đây ekip đoàn là chừng 120 người. Ủa mình làm đám hả chị? Em đi game show hay là tổ chức đám gì? Sao mà 120 người chứ vậy? 120 người là coi như được 12 bàn rồi. Không? Đám gì ta, như là ăn đám. Đúng rồi. Bạn tới không mày? Đâu bao nhiêu hôm nay là chúc mừng em trong một năm mới đạt mở thành công trong sự nghiệp. Ủa sao mà đó chị, cái mặt chị xinh xắn mà chị nói chuyện với hai gà người ta quá ha. Đi chứ. À, tụi em đang bào là bào bụt lọc buổi trưa hả? Bào bụt lọc buổi trưa hả? Đúng rồi, buổi trưa. Là cứ mỗi một cách mở tên là bị bào một buổi trưa. Wow. Bên trưa bên mình về. Không có, đừng nói vậy. Mỗi cách mở này có người buổi trưa, có người buổi tối. Mà. Nhưng mà có người bên anh Giang đi, anh Giang có khi anh free luôn. Không bao giờ lấy tiền chứ có khi cái gì? Ăn gì không trả tiền đâu mà có khi. Ủa sao em đặt điểm nhận về nhà là em bị tính tiền? Mình đặt về nhà thì mình tốn tiền, nhưng mà có mặt anh Giang ở đây thì ảnh sao? Em đặt về nhà tại vì em tự đặt. Ôi mà chẳng lẽ tự nhiên cứ mỗi lần mỗi gọi anh. Trời anh mới cần biết anh nói bên đó là cứ Ngọc Phận Ngân gọi qua là phải free. Đúng rồi. Trời, tụi em có bây giờ nói là tôi là Lan Ngọc đây đâu. Nghe giọng của em chắc nhân viên nó phải có cái thời gian đi nghe giọng của mày quá. Sao chán quá ha. Không có, em mới nói là đặc biệt với Thúy Ngân. Thôi tính tiền anh em quá. Hả? Tính tiền ngồi này ăn tiêu giờ trả tiền luôn nè. Trời, phải thêm không hay là nổi cái ly hồi nãy? Ủa sao có một cái ly hồi nãy vậy? Chưa xong nữa. Tới lúc mình tới đây em nè. Buổi sáng đặt uống gạo nói luôn mấy người mà. Đấy là quay. Tâm tích. Ăn cái con nó nhiều kiểu gút đó. Mình là gặp hiểu một cái gút nó kỳ gì lắm. Tuy nhiên lên diễn mà cứ lặt kỳ lắm. Cái đó là cái tờ xin chữ ký chứ không phải tờ order món vậy. Không là cái chừng lộ cho order món á. Số 1, số 2 đó. Ai nước xuống chưa chị? Trời ơi, nó thở ra như vậy ngâm. Hai người đặt 2 ly mà nãy giờ 4 tiếng chưa xong. Anh đặt gọn lắm thiệt. Một ly giống như của anh Đục đi. Ly đó 140 đúng không? 156 ngàn. 156 là trời ơi, càng ngày càng lên nha. Một ly nước bằng 3 bữa ăn của em. Nước còn hơn giá vàng nữa, tờ hỏi cái tờ lên, tờ hỏi cái tờ lên. Tặng cho Quỳnh Lập một ly giống ăn. Em sô-cô-la đó, sô-cô-la. Dạ, đặt cho em trà xanh đắc xây. Whipping cream. Cái gì? Cái chậu bố mẹ hết chương trình em chưa được uống. Chính xác rồi. À, sô-cô-la nằm đâu ta? Đây là đúng không? Trời ơi, cái gì mà 119 ngàn một ly dữ vậy? Em làm tròn lên 150 nha. Em làm tròn lên 150 nha. 150 nha, 119 độ cỡ. Đây, bấm vô. Sao cũng nghe em 100 mấy mà. Giờ 119 chứ 136. Chọn cái nào cho em? Thầy em lấy 190 á. 190 hả? Em tấp pin đồ vô đi. Em dồn hai cái lại nha, 136 đến 190. Em thử thoải mái. Chị dạ bao. Thôi, nói chứ em lấy 119. Ăn cho nó nhiều. Sao vậy? Nhiều quá không hết, bỏ rồi uống phí. Hả? Tội. Không nghĩ chị nữa. Không, chị không sao hết trơn. Tại chưa ra em đã ăn hầu ngư với lại tâm tích mà. Sao mà nhiều lại đồ quá ha, vô đây không ngồi không nóng đít luôn quá trời lại đồ luôn á. Thị phi quá trời đi. Chị muốn gì bây giờ? Không biết ăn món gì luôn á, thường là mọi người ăn gì cho gọn. Mọi người ăn gì? Bảy nụ hay ăn gì gọn? Cơm anh Giang hả?
Quán này nghỉ mấy đứa rồi, buông ra đi. Chắc 100% sẽ thắng. Để anh thử sao nghe nói cái màu này không phong thủy mà. Anh chưa bao giờ thắng luôn á, em đang lo đây nè anh Luật. Chú là hai màu rồi, không có màu nào. Bây giờ là em thua trận này là do anh nha. Đúng. Nếu thua trận này là lỗi tôi, tại vì lực lượng mình hôm nay quá mạnh rồi. Có ác chủ bài Ninh Dương Lan Ngọc nữa thì tôi nói là phải thắng chắc rồi. Không bao giờ thua hả? Không bao giờ thua, Ninh Dương Lan Ngọc chơi không bao giờ thua. Em nếu mà chịu khó coi từ mùa đầu tới bây giờ đi, cái đội nào mà có Ninh Dương Lan Ngọc mà không bao giờ thua, thua ít đâu nha. Yeah. Không bao giờ thua ít nha. Chưa bao giờ chú Lực thắng một vòng nào trong mùa năm này hết. Ủa từ đâu mà tự nhiên cái miệng ra cái chữ chú Lực vậy? Em nhỏ hơn tôi có vài tuổi, em đừng có mượn cái chuyện mà lên mạng người ta kêu tôi bằng chú, em kêu bằng chú. Em bây giờ là ba mươi mấy tuổi rồi còn trẻ chung gì đâu mà em nói cái gì kỳ vậy? Em năm mươi mấy. Sao đang ngồi tự nhiên đứng lên sánh tép mà? Em nhiêu tuổi, em nhiêu tuổi rồi, em nhiêu tuổi? 25. 25 tôi lớn hơn em 10 tuổi mà em kêu tôi bằng chú là vậy rồi. Kêu bằng chú đúng rồi. Tôi 35. Trong khi Ninh Dương Lan Ngọc 33. Mà kêu là vậy kêu tôi bằng chú, kêu Ninh Dương Lan Ngọc là cô đi. Thôi chị Ngọc vậy kêu bằng chú, chị Ngọc. Chứ đâu có ai mà kêu là anh ra gọi em sắc. Kêu anh là mới bị ngượng miệng á. Thấy chưa, ngượng miệng luôn kìa. Thôi được rồi, tôi không nói, tôi không cãi nữa. Cái đề tài muôn thở, không bao giờ cãi nữa. Nhưng tôi nói cho mọi người biết tôi 35 tuổi thôi. Trước nay chứ mừng bao tụi anh ăn gì vậy? Mọi người ơi, bây giờ có tìm sự công bằng này cho tụi em đi chứ. Bây giờ thì Thang ngày nào cũng bắt Ngân là bao ăn sáng, bao ăn trưa, chị Dạ là ăn tối ăn chiều. Em là nước là hả năm cử luôn. Mà trong khi anh Luật là cái người làm gọi là hả business rất là nhiều luôn, nào là đông trùng hạ thảo, nào là quần xin lít, quần lót gờ boy gì đó, rồi nha khoa hai cái nha khoa đó, rồi xong rồi làm thêm phòng tập gym nữa, rồi tiếp tục là làm cái chó mèo nữa, rồi làm phim, làm nhà sản xuất, tiền như vậy đó, bất động sản đó mọi người. Mua chai xịt hồng 500 ngàn mà nó là 650 đó, cho chị em tụi em là phải ghi nhớ công ơn nó suốt đời vậy thôi đó, mà suốt ngày uống. Ngân, sao em ăn cái đó mà em mời ai có rượu ngọc rồi uống cái này uống mình vậy thôi hả? Chưa bao giờ bao chị em được ăn một món ăn nào. Rồi ok, sẵn hôm nay có máy quay tôi nói luôn, tại vì thực sự ra các bạn cũng biết rồi đó, một tô hủ tiếu thì bao nhiêu tiền, một hộp đông trùng hạ thảo thì bao nhiêu tiền, tại sao có thể so sánh được vậy? Nhưng tôi không hề so sánh, tôi không có tính, tại vì tôi nghĩ ok, mình đến với nhau cái này thì cái này đến với mình lại cái khác, chứ làm sao mà không dưng ai dễ đem phần tới cho mà ăn hoài đó. Bánh tráng là cái rẻ tiền nhất, mà có bao giờ vô hỏi mọi người ăn bánh tráng không? Không, em không lấy bánh tráng đó, em đợi nói em mời không xin lỗi anh có chị ạ. Chuyện sao chứ, tụi em là mua mấy bịch xong mà vô là anh cứ ngồi đó rồi kêu bé này cũng phải cúng giùm cho ảnh, rồi đưa dân lên anh Luật ơi ăn đi nè. Thôi đừng có nói nhiều, đưa cái si đắc phút cho mượn để đây mọi người ơi, phải book order nước bên Lan Ngọc. Lan Ngọc cho tôi một cái thẻ địa chỉ nó bao nhiêu trong danh liêm? 411 Trần Hưng Đạo B, quận 5 nha. Si Đắc Food Cà Phê. Giá rẻ bất ngờ nha mọi người, giá rất rẻ nha. Pin khi đây, chà tiếng Anh không vậy hả? Chà Phúc Bồn Tử 45-55 ngàn. Anh uống trà Phúc Bồn Tử size 55 ngàn nha cưng. À không, anh uống trà xí muội size 50 ngàn đi. À không, cái thẻ của anh là chỉ được đặt trà dâu 18 ngàn thôi. Anh ủa trong cái thẻ em nói với anh là miễn phí suốt đời. Trong cái thẻ đó không có ghi cái gì cả. Nó là nói trên miệng là nói gió bay. Bay mất tiêu rồi. Rất bất mãn luôn cái này. Đưa cái thẻ xong nói rồi, cuối cùng đã rồi. Ủa Ngân, em không có làm, em không tính làm gì hết hả Ngân? Chứ chưa ăn gì cơ, nó mua kìa. Thôi tụi em ăn đây gì? Chứ sáng giờ là anh Luật anh kêu em mua nuôi, mua bào ngư, vi cá rồi giờ anh ăn chay luôn. Rốt cuộc là ăn gì ạ? Anh ăn chay, anh biết chỗ đồ chay ngon lắm. Ăn
chỗ đồ chai ngon lắm hả? Là anh mời cho em hả? Cái đồ giúp em đi. Cái đồ giúp em đi. Cái đồ gì? Cà, trộn cơm, gạo lứt, trộn với lòng trắng trứng. Thôi, sáu muối. Gì hết á. Thôi, ăn chay đi em, order đồ ăn chay đi. Sao không chay? Ê, nước ép được nha mọi người ơi, nước ép. Ôi trà, đưa con em trà ngon quá. Cho anh một cái trà phúc bồn tử và một cái apple juice. Apple juice. Bắt người ta xếp từ bên kia qua đây là hả, nó tan nước hết trơn rồi, anh cũng ác mừa thôi. Đại đá riêng với lại một cái orange and honey. Là cái đó là gì anh? Cam mật ong. Wow. Rồi tiếp. Cho anh cái matcha. Matcha nè. Có đâu là gì á? Matcha là matcha chứ gì? Matcha chứ matcha. Em đừng có, anh đừng bắt bẻ tiếng Anh. Trời, tiếng Happy New Year mà tiếng Anh ở đây. Oh, lao. Ủa còn cái phiền đen đá là cái gì ạ? Cà phê phiền đó. Ủa cà phê phiền mà cái phiền nó thiệt, nó ngọng từ ngoài đời nó ngọng vô tới menu luôn á trời. Phiền đen đá tôi thường đâu có gì. Vậy cho nó đặc biệt. Ủa vậy? Có trà đào cam xả nè, trà vải nè, trà xí muội, trà dâu nhiệt đới. Phúc bồn tử ngon là lấy một ly phúc bồn tử nha. Rồi, em cho anh 70 ly phúc bồn tử. Tính giùm chị 70 nhân cho mấy. Đổ. Sai mấy? Đổ. Sai 85 nè. Sai S. Sai S. Trời ơi, thôi mời, nữa tôi có cái thẻ free trọn đời mà mời hoài, mập ghê. Đâu thì thẻ đâu, đưa thẻ ra để tụi em free. Đấy, phải nghe rồi. Đưa cái thẻ ra đây, trời đừng có dở. Có cái này chắc có đem lơ, có đem lơ ghê. Bạn ơi, quen, bạn quen, ơi. Quen lên. Tiếng luật, bạn ơi. Ủa, số điện thoại sau lưng luôn, bạn ơi. Nếu như mà tôi không được free thì hãy gọi về số điện thoại này và đặt hàng, cứ nói là người của anh Tiến Lực nha mọi người ơi, mọi người sẽ được free. Em là fan của anh Tiến Lực nha mọi người, fan bảy nụ, fan Tiến Lực là sẽ được giảm 30% khi mà tới cái quán Si Cà Nút này uống. Các em xin review về món ăn như vậy. Rất ngon. Sao nó không nóng không? Đồ ăn hôm nay tưởng đâu là của Thúy Ngân trả nhưng mà không phải, Lan Ngọc trả. Em ta đều cay. Ủa sao đây chị Ngọc ăn cay vậy? Thì chị Ngọc gieo duyên. Chị muốn có chồng á nên chị ăn chay. Chú Lượng làm may đi, chú Lượng làm may đi, có ai không kìa. Thôi chú đâu có làm trong ngành hàng không đâu mà chú làm may được. Có phải sao hàng không? Cái già rớt rồi. Cái già muốn lấy phi công á mà, trong cái bài hát gì đó. Cái già muốn lấy chồng. Ở quảng cáo cho bài hát còn muốn gì nữa. Thấy miếng tôi tinh tế chưa? Có tinh tế quá trời. Quăng mày hiểu chưa? Đường nghỉ cơm. Đó, giờ chị Ngọc có tới tiệm luôn. Hả? Chị Ngọc có tiệm. Đâu coi giá ngờ. Chị mọi người nghỉ trưa em. Giá trà hạt sen là nhiều. 411 lận đào bê quận 5. Đất, cốc kì. Trời, quận 5 lận xa lắm em. Đó thì chị giao lên tới đây không có bỏ đá. Mỗi cái size lớn là 5. Vậy là mình đặt size lớn hả? Là size nhỏ. Size nhỏ 45. 45. Thôi lỡ uống lớn luôn đi. Chuyển khoản thì sao? 100 ly là 5.2 triệu. Chuyển khoản đúng không? Bây giờ chị giảm cho 50%. Chị dạ mình có xe vậy mà. 2 triệu. Đó, chị dạ chứ luật không có xe. Rồi không xe luôn kìa. Lâu lâu vô đây mời với em tham gia 3 mùa rồi chứ mời ai hết. Dạ, em mời bên chương trình khác. Dạ đó. Xong rồi bên Bảy Nụ. Trong khi Bảy Nụ quá thương em mời 3 mùa rồi. Thôi vậy thôi em cũng mời lại 5 triệu và không mất nữa. Không mất nữa. Nhưng mà nói 5 còn 5 triệu. Không có, nãy chị mới nói 50% là em cũng ướm ướm vô người rồi đó. Hôm nay là quán ế lắm chị. Từ sáng giờ từ 9 giờ tới giờ là mấy giờ, 4 giờ luôn mới bán được có 1 triệu à. Mà trang trí Noel rồi gì là hết 160 triệu rồi. Thấy khi nào mới gỡ thì vô. Là em là gỡ được. Đó rồi em mới gỡ được vô. Mỗi ngày là chỉ có mơ ước là bán được cỡ khoảng 100 ly thôi. Mà đó em chỉ coi là 100 ly rồi. Ngày hôm nay là chắc nghỉ sớm. Mấy bé chắc không có. Anh 2. Chris nha. Mày, mọi người là cảm ơn anh Chris nha. Bởi vì Chris đã giúp cho quán của mình đạt chỉ tiêu 100 ly một ngày. Nhưng mà cái số 2 á, chị có lừa người ta giống vậy không? Đó, chị có lừa đâu.
ai hết, ngồi với em thôi. Tại vì em là bị lên sóng truyền hình á, nên giờ chẳng lẽ em mình thì gọi là streamer nổi tiếng nữa, ai mà hot bằng em không? Trong đây tất cả mọi người không ai hot bằng em, không ai kiếm tiền bằng em. Chris có kể với lại Ngô Kiến Huy á là hả, một tiếng bạn ấy livestream là 1 tỷ. Đúng không? Hay chị nói hơi quá hết á. Rất quá luôn. Nó chứ có 1 triệu 2 triệu à. Một tiếng Chris làm thì có 1 triệu 2 triệu. Mà trong khi mấy chị em làm đó là một ngày từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm luôn mới được có 1 triệu rưỡi. Không bằng 1 tiếng của Chris. Nhà buồn chứ. Nên phải cố gắng buôn bán cà phê, cà pháo này nọ. Nhưng mà tới đoàn á thì giờ chẳng lẽ mình không mời mọi người thì cũng kỳ, thì mình mời số trước rồi số này cũng biết cho biết kêu là sẽ bao mọi người luôn. Thì sẽ ủng hộ cho em 1000 view. 1000 view luôn. 1000 view YouTube có 1000 đồng chứ, thôi em trả tới 5.2 triệu lên chị. Có vậy thì chị bớt em 200 5 triệu chẳng cũng được. Rồi chị chịu luôn tiền ship qua đây. Rồi bán 100 ly rồi suy ship đi chứ. Đưa tiền cho chị. Trả tiền cho chị chứ. Chị lấy của trợ lý của em luôn. Ủa chứ chị tưởng mấy bé là giữ tiền cho em. Chứ chị sợ em không chuyển khoản. Cái chị cũng lo. Cái đứa con ở nhà em còn không có tiền nha. Quán này em. Cho em số tài khoản đi. Thì cha cho mất. Chứ tài khoản lỡ nó hôm qua. À, mượn anh Luật đi chứ anh Luật có sẵn tiền. Anh không có tiền mặt ở đây. Có. À, không, vợ anh đi quay một ngày vợ anh cho 500 ngàn. À, vậy là anh hùng 500 ngàn đúng không? Không, phải hồi sáng thôi, anh xài hết rồi. Ăn sáng có xài gì đâu, trong khi là... Sáng mua đồ ăn sáng. Ăn sáng là ngon lo. Sáng mua đồ ăn sáng. Ăn trưa là anh Giang lo. Nước là em không. Đó, bởi vậy mới có một bài hát may mà có em đời còn dễ thương đó em. Là có em không em. Quán của Ninh Dương Ngọc là ăn được phút số 411. 411 Trần Hưng Đạo B quận 5. Ngay góc Châu Văn Liêm và Trần Hưng Đạo, một tòa nhà lớn thật lớn, đó là khu phức hợp. Thì tầng trần là khu cà phê của Ngọc, còn các tầng trên là búp phê Nhật Hàn. Và ở trên tầng trên cùng có nghĩa là Six Rooftop là bia sân thượng đó, thì anh Luật sẽ mời tất cả mọi người qua đó để ăn thịt bia đúng không? Mọi người khi đến quán của Lan Ngọc nhớ đọc pass ông chú Giang Manh và cô cháu may mắn là sẽ được giảm 30% tiền nước. Ngọc sẽ trừ vào tiền của anh Luật sẽ chuyển khoản lại cho Ngọc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, ok, quay chân. Anh đang quay quảng cáo một cái loại trà, một cái loại thức uống rất là bổ dưỡng. Si đắc phúc. Ăn được phúc, ăn được phúc, si đắc phúc. Tôi có chất lượng, bạn có sức khỏe. Là một cái loại nước uống rất là ngon. Mà Tiến Luật gọi là sự tin tưởng tuyệt đối cho cái loại thức uống này từ người em Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc đã mở một cái quán này để chiêu đãi tất cả mọi người trong anh em. Tại vì... Nhưng mà đây, cái này em trả tiền mà. Thì em trả, anh nói đúng rồi. Sao anh nói là chị Ngọc chiêu đãi gì đâu. Chị bắt em trả tiền. Không có, em chị bắt em là 52.000 một ly, nhắc kỹ luôn. 100 ly là 5.2 triệu. Mà hả, lúc đó còn dụ em nữa, nói giảm 50% em giặt 100 ly đi, coi như có 50 ly với nhiêu, nhưng mà không có. Chị ăn hết. Đúng là những đứa nói đạo lý thì sống như gì các bạn. Không, còn rất cái chuyện ai trả tiền không quan tâm, nhưng mà quan tâm nhất là cái chất lượng nước rất là ngon nha các bạn. Cái này là nước gì anh? Nước này là nước trà hột sen. Hạt sen giùm em cho sen tổng. Ok, trà hạt sen. Thôi quay giùm mà bắt bẻ quá. Trà hạt sen rất là ngon nha mọi người. Mình uống, mình đừng có nuốt liền các bạn. Mình uống, mình nhấp nhấp, mình cảm nhận. Có một cái vị béo nhẹ của kem nè. Vị ngọt thanh của đường phèn. Đó, chất trà thì trà ở đây nó không có đậm. Nó nhẹ lắm, cho nên những cái người nào mà không quen uống trà là có thể uống được nha. Ủa, mà sao quay bên anh Luật tới vui mà quay bên Chris sáng coi là sáng luôn. Đúng là người trả tiền tốt khác. Trà này không ngon đâu mọi người ơi, trà không ngon. Trà không ngon.
nhớ ủng hộ chị Ngọc nha. Chào địa chị em, địa chị 411 Trần Hưng Đạo B, quận 5. Trần Hưng Đạo B, quận 5. Ngay góc ngã tư Trần Hưng Đạo và Châu Văn Liêm. Trà không ngon đâu mọi người. Ôi, sao tự nhiên sáng nó lại rồi kìa. Trà ngon đó ạ, trà rất ngon. Trà hải sen rất ngon, hải sen rất là bùi nha. Ăn nó mềm mềm, phải gọi là chất lượng. Tôi có sức khỏe, tôi có chất lượng, bạn có sức khỏe. Còn tôi có sức khỏe thì chắc chắn bạn phải có chất lượng rồi, đúng không? Đúng không? Đúng rồi, ok mọi người. 411 nha bà mọi người ơi. 411 Trần Hưng Đạo B. Trần Hưng Đạo B, ngay góc Trần Hưng Đạo và Châu Văn Liêm nha mọi người. Có vui chơi dành cho trẻ em nữa, có tàu lượn siêu tốc, hồ bơi nữa. Siêu tốc, hồ bơi. Và đặc biệt có cả một rạp chiếu phim, chỉ toàn là chiếu phim của Trương Dương Lan Ngọc không mọi người. Bất ngờ chưa? Hãy đến Si Đắc Phúc nha. Tôi có chất lượng, bạn có sức khỏe. Nào mọi người ơi, Si Đắc Phúc number one. Nào cùng nhau uống trà Si Đắc Phúc, rất là ngon mọi người ơi. Hãy uống đi, uống đi, uống đi. Ok em, 4 ly nữa cho anh. Chris mời. Em mời á. Em chị đã không cầm điện thoại thì mà thôi, nói cái chuyện lấy thôi. Thôi em, thôi gì đâu chị, camera ở đây mà. Chị có lấy tiền đâu, chị có lấy tiền em đâu. Ủa nhưng mà em thấy chị gửi tin nhắn qua số điện thoại gì đó. Vụ nước không cách phục vụ nước. Cách phục vụ nước. Ủa mình còn quay TVC quảng cáo cho Si Đắc Phúc à? Phản ứng gì mạnh mẽ cả. Lên hình, lên hình, ngớt, lên hình. Lại đi ạ. Chỗ này không chị? Ôi, em hé mắt rồi. Lại đi được không? Hé 4 lần á. Hé 1 lần. Dạ. Một lần cuối cùng thôi ạ. À. Tự ghép luôn đi ạ. Dạ mời mọi người lên lấy nước ạ. Mời mọi người anh trả nợ ạ. Trả nợ ạ. Nợ gì ạ? Nợ nước của tiên luôn luôn. Dạ dạ. Và bé Christmas. Mời cả nhà uống nước. Đây là 4 ly em phục vụ, còn 96 ly còn lại mời mọi người lên nó lấy ạ. Ông xin với mấy anh, xin với cái ly á. Bán cho em coi. Quá em bé quá chị. Để cầm ly không? Dạ có cầm ly với anh em, em lại mình thích cầm ly anh ơi. Mình có thể đông tụ tập dùng gì mà dồn dồn lại giùm em. Chị nha. Chị anh. Ok ạ. Cảm ơn ạ. Không có ai ăn gì không? Nói không ăn, đâu có cua gì đâu. Có bánh đậu phộng nè, đậu phộng ngọt. Ngọt không? Đậu phộng mà ngọt. Không bắt được. Hoàng đi, phải dùng không nữa. Hồi đó chứ 25 ngàn, tôi lấy anh 25 ngàn. Đảo vũ lên. Vô quay. Ừ. 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 Ừ.
thì ra mày chọn cái chết. Em quay là không chém ba. Em quay thường thôi, đừng quay vô này. 1, 2, 3. Mày thấy là ngu người nghe biết không? Tôm rim. Tôm rim không có nhà đựng rim hết. Trứng chim. Trứng chim, trứng chim. Chị Mai chứ Ngân đi chứ Ngân. Ăn ốc. Chiều Mai. Thôi anh Lục tôi đại mà tôi giờ đây. Nè, một lát nước đông dược Hạ Thảo. Chiến chân. Cái đó của anh nè. Nước đó rồi.
tôi đau đớn, tôi gục ngã. Người ta dám ăn kem mà em lột cái kem ra để bây giờ. Trời Lan Ngọc thiệt á, tôi chán Lan Ngọc ghê luôn á. Anh lột anh lấy của em. Anh thôi cho mượn á. Âm nhạc vô. Nhảy mạnh lên, nhảy mạnh lên, nhảy nhúc nhích luôn, nhảy nhúc luôn, nhảy nhúc nhích luôn. Trời ơi, ngầu ngầu. Lên. Rồi, từ từ, từ từ. Qua chưa? Nghe khán giả hú hú hú. Có thấy rồi. Có với chút xíu. Loại. Em thấy được đúng không? Không. Không thấy được em chạy qua đầu tiên hả? Anh coi thử coi, mắt kính của em anh coi nè. Thấy không? Thấy chỗ nào mà thấy? Vậy sao nãy em nói là em thấy? À, trời ơi. Em nghe rõ ràng. Em nghe rõ ràng hồi nãy em nói tại sao em chạy nhanh vậy đó. Tại vì em thấy, rõ ràng không em? Em thấy mà, em thấy mà em chạy hả? Không nói chứ là thật sự là cái ký này không thấy, nhưng mà em bằng mọi cách em phải thấy được. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Em chơi với đội nhà mà em ăn gian, trong khi em chơi người ngoài thì em thua, thiệt đó. Đó rồi, em không hiểu tại sao em dướng cái tay vô đó luôn á. Mặc dù là em đã ăn gian ngay chỗ đó rồi đó. Thấy chưa, ăn gian rồi.